Ê, xả. Xả cái gì mà xả? Xả. Xả cái gì xả? Sao giờ này mới về hả? Về nè mà xả. Anh Dứt Kỳ giờ này mới về hả? Ừ. Có mệt không anh? À, thì nó mệt chút xíu thôi mà. Đúng rồi. Cái gì vậy? Làm sao mà mệt được? Cái gì vậy? Mà xả, đừng nói nghi ngờ gì anh nha. Được. Anh không có làm bậy đâu á. Nãy giờ tôi có nói với đâu mình chưa tôi nghi ngờ. Anh ngồi xuống đó đi. Anh nghe tôi hỏi đó nè. Đây. Ngồi xuống. Hỏi gì? Hỏi gì? Cái xe máy cày, anh đi cày đất ruộng nhà ai? Anh lái chiếc xe máy cày, anh đi cày trên đất nhà dì Hai. Nhà dì Hai có cô con gái, má đỏ môi hồng, cô ấy chưa chồng, chắc anh cày không công. Nó đẹp, nó đẹp. Có phải ôi, đừng nghe quân nào móng nó nói vậy á. Tôi nói có sách mắng có chứng hết ai trơn hả? Cô Mai nó nói tôi nghe hết rồi. Trời ơi, cô má khốn nạn. Hôm qua nó dẫn anh đi ăn kem mà bây giờ nói về em hả? Thì nó nói là hả? Anh Sáu kế bên anh nhờ, anh đi bừa thưa ruộng đằng sau. Trời ơi, anh Sáu bao anh từ từ, năm ba ngày giúp ảnh cũng chẳng làm sao. Còn bà Tư sông trên kia sơi đất, xuống dốc qua ngày, đã bao nhiêu lời anh tính mà làm sao? Thì hôm qua anh nói, bà nói với anh từ từ mà. Từ từ cái gì? Anh tính làm sao? Cho mà diện nhân sắc con gì ha, nên tỉnh cài tới nó đẹp cài lui cài xuống cài thôi được rồi. Ui nó đẹp. Để đó anh lo cái chuyện nhỏ mà em đừng có xé to, ghen bóng ghen gió bà con họ chê cười. Ai cười thì kề mặt ai, cái ớt nào mà ớt chẳng cay làm thân con gái hỏi ai không ghen. Trời ơi, trời ơi, ghen kiểu này chắc chết bà con ơi. Cưới vợ kiểu này không chết thì bị bệnh. Trời ơi, chỉ chết thì bị nhéo, chỉ bị ghen. Trời ơi thì anh nói cưới vợ kiểu này là bị không chết gì bị bệnh, cũng chết vì ghen. Anh được lắm. Thì anh chỉ chở con bé Ngọc đi làm mai cho trai. Cho anh. Không phải. Ê, Cho trai. Cho anh Tài. Anh Tài đã có việc anh rồi nhá. Anh đừng có mà liêu tiêu. Thiệt. Anh Sáu kế bên anh nhờ, anh đi bừa thưa ruộng đằng sau. Anh Sáu bao anh từ từ, năm ba người giúp ảnh cũng chẳng làm sao. Còn bà Tư xông trên kia sơi đất, xuống giống hoa màu, đã bao nhiêu ngày anh tính mà làm sao? Thì bà nói anh từ từ. Từ cái gì? Anh tính làm sao? Sao? Diện nhân sắc con gì hay là gì vậy? Cài tới cài lui cài xuống cài lui đã quá rồi. Được rồi, đề đó anh lọt nhỏ đẹp thì nhưng mà em đừng có xé to, ghen bóng ghen gió bà con họ chê cười. Ai cười thì kìa. Trời ơi Ngọc ơi, cứu anh với. Ớt nào mà ớt chẳng cay làm thân con gái. Trời ơi Ngọc ơi, hỏi ai không ghen chồng. Trời ơi Ngọc ơi, đau quá Ngọc ơi. Ớt nào mà ớt chẳng cay làm thân con gái. Người ta nói không sai, lấy vợ tụi ông dần giữ như con cọp á. Anh nói cái gì? Ê, anh nói Ngọc nó đẹp. Ê, đâu? Anh nói vợ anh đẹp như thiên thần. Hiểu hồn. Đi vô ngủ. Trời ơi, đang lai bắt chị vô ngủ.